Đầu tiên em sẽ hướng dẫn anh cách tạo mới một cái khu vực làm việc, cái khu vực thiết kế hình ảnh. Mình vô file nè, new, tạo new là mới, tạo mới. Thì cái hình nó sẽ có kích thước hình ảnh. Ví dụ như nãy mấy lần trước anh sẽ chỉnh kích thước hình ảnh thành 900 gì đó đúng không? Hay chỉnh cái chiều ngang này, chiều dọc nè, đó. Thì bây giờ mình cứ chỉnh một kích thước nào mà mình muốn. Chỉnh tên nè, ví dụ như là hình bài tập 1. Ví dụ mình tập 1 đi. Đó thì kích thước hình ảnh làm cho một cái hình vuông đi. 1500 đi, 1500 cho nó rộng nó lớn nó to. Copy xuống dưới đây. 1500 nhân 1500. Còn mấy cái thông số này á thì không quan trọng quá. Nên để cứ để mặc định là được. Chủ yếu là cái kích thước hình này là hình vuông dài rộng bằng nhau là hình vuông okay. Đó thì nó sẽ ra một khu vực hình vuông thì sẽ có một vài công cụ sau. Đầu tiên là em sẽ thử làm cho anh một cái đó là control, mình sẽ mở open, mình sẽ open mở một cái hình bất kỳ mình muốn lấy là mình làm ghế hình ảnh đó. Mình có thể là tìm mình có thể tìm trong đây là hình một cái tòa nhà, một cái căn nhà đi ha, dự ghép logo đây, ví dụ căn nhà đây đi, mình sẽ mở từ hai căn, một tháng một căn đến tháng sáu à open đó đó từ open tháng một 2022 thì nó sẽ từ tạo một cái tab 31 mới, tháng sáu một cái khu vực mới 2023 một năm bên này, rưỡi á cái hình nãy của anh bên này nha, ủa còn cái mình mới mở là bên này đó. Thì anh chỉ cần copy này thôi, sao sao ấn cái này, chọn công cụ này để quét, công cụ này để giúp anh để quét cái chỗ mà mình muốn copy. Ví dụ em sẽ sử dụng thử nhà, chọn công cụ em nhấp chuột trái em kéo đó, em sẽ lấy hết cái hình này ok. Em cần chân C em copy, copy sẽ em qua đây em dán cần chân V sẽ. Sau khi copy xong á, mình muốn chỉnh sửa cái này to nhỏ thì mình sử dụng công cụ này, Move Tool, công cụ này ấn vô thì nó sẽ có cái viền xung quanh cái hình đó. Anh có thể là kéo co giãn cho nó to nhỏ, anh nắm đưa con chuột vô cái góc nó sẽ thay đổi thành cái mũi tên hai chiều, kéo to nhỏ à. Đó. Xong anh có thể dùng công cụ này để anh di chuyển đưa vô giữa hình, anh nhấn ấn chuột trái anh kéo để anh di chuyển đó. Di chuyển vậy, ví dụ anh để về đi đó. Đây mình là mục đích của mình làm hai hình kế nhau đi, hai tòa nhà kế nhau đi ha. Mình sẽ làm ok, enter để đồng ý. Sau khi mình kéo đã xong enter để nó chốt được cái hình này. Tiếp theo là mình thêm một hình nữa, open một hình nữa. Mình lấy cái căn, nãy mình lấy căn này rồi, giờ mình lấy căn này đi. Chọn vô open. Đó. Xong mình cũng copy. Nhắc là copy đi. Cái bà Phượng này qua đây dán là vào. trang ống đúng không? Xong mình cũng thay đổi kích thước. Mình có thể cho nó sát màu này đây. Quan trọng là mình thấy hai tòa nhà thôi, còn không gian cây cối xung quanh đó là mình mục đích cũng không cần. Thì mục đích là hình của mình đó. Sát. Mình chỉnh sửa để ví dụ trên cao quá thì mình kéo xuống lên. Bây giờ sao nữa, ví dụ như là nó còn khúc này mình làm xử lý sao, nó che hàng này đi rồi cắt mình lấy hàng này thay vì nãy mình quét không để mình copy, giờ mình quét mình xóa, ấn nút delete, ấn nút này để xóa, anh nhớ lúc này không viết nút phá nó ấn vô xóa. Đó. Vậy thôi.
xong mình di chuyển một chút, ví dụ di chuyển qua bên phải xuống, khá đơn giản. Rồi ví dụ mình muốn hai tòa nhà nó đi lên lịch cái cao bán thấp thì mình cho này nó cao lên xíu, mình nắm cái này mình kéo này, cũng như nãy luôn, thay vì mình kéo bên phải góc trên thì mình giờ mình kéo thẳng, kéo lên. Sao đâu, ok, thấy hợp lý rồi anh em tâm. Cho nó xích qua phải xíu rồi anh em. Đây là mình đã có hai căn nhà, hai căn hai bên. Xong rồi ví dụ mình thêm vua vua đi thì mình cũng mở cái gì luôn, phải open chiếm cái chỗ logo nó nằm đâu, bây giờ không phải ở trong đây thì nó nằm ở đâu đã, cái này là logo à, đó, ví dụ em mở được cái logo rồi ha, thì em ở đây dùng cái quyền đây copy qua đây dán logo vô, xong cũng quay lại công cụ này, nãy giờ mình cứ qua lại hai công cụ này, nó quay lại cái cho nó nhỏ lại, em di chuyển lên hết. Coi chừng nắm cái chú mắt này nha, đó. Thế là anh đã có một cái hình tấm hình có logo, có hai nhân vật ở dưới đây đó. Chưa, cơ bản giờ cứ thử cái chơi cái này thôi. Rồi thì bây giờ anh cứ làm quen hai công cụ đi, rồi tiếp em sẽ chỉ tiếp những công cụ khác xong đó. Và giờ anh nhìn lại cái layer này đó, mình sẽ có bốn lớp. Lớp đầu là cái nền một cái, lớp thứ hai là cái thằng hình này, lớp thứ ba là cái thằng hình bên này đó. Lớp thứ tư là cái logo nằm trên cùng, nó đè lên mát này. Thế là bắt đầu là anh sẽ tạo ra một cái khung về đúng hình trên ảnh. Không thì vào Photoshop để sau đó vào file file new